Android Box Eleview D5 có đáng mua hay là không? Trong video này thì Trung sẽ cùng phân tích với anh em về cái sản phẩm vừa mới ra mắt và đang được có ưu đãi tại chương trình ra mắt ngày hôm nay. Và đây là trên tay sản phẩm của mình. Mình đã bóc hộp ra rồi. Bên trong ấy thì chỉ có hai thành phần thôi. Một đó là dây jack để cắm kết nối, và cái thứ hai đó là cái bóc. Đấy, anh em tưởng tượng là với một cái thiết bị Android Box, có nghĩa là nó đang chạy hình Android, và nó sẽ giúp cho chiếc xe của chúng ta biến trở thành một chiếc màn hình Android. Và nếu như bạn không có nhu cầu, bạn lại rút ra và bạn chuyển sang xe mới. Và bây giờ mình sẽ cắm cái bộ này vào đây này. Quá trình cắm ấy thì rất là đơn giản. Chúng ta chỉ việc dơ lên, cắm vào USB zin của xe, sau đấy thì chúng ta cắm vào cổng USB. Đó là xong. Đầu tiên thì anh em nhìn thấy màn hình zin này. Nếu mà chúng ta muốn sử dụng thì rất là lằng nhằng và gần như nó không tối ưu. Do vậy mà khi mà mình cắm cái Android Box này vào ấy, thì chúng ta chỉ việc là bấm vào đây, thì ở đây là toàn bộ là sẽ chuyển sang hệ hình Android. Có bản đồ Google Maps này. Rồi thậm chí nha, nếu như anh em mà lắp thêm cả miếng slope ấy, thì nó cũng tích hợp được ở trong cái chiếc màn hình zin này luôn. Tuy nhiên thì phải lắp nút chờ hoặc là lắp qua tẩu. Đó, tiếp tục này, khi mà chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ vào được rất nhiều ứng dụng bên trong. Đó, đặc biệt là hệ sinh thái của nhà IK thì vỗ vàn nhiều luôn, rất rất nhiều đằng trong này. Đấy, thì chúng ta sẽ có App Store này, IK Entertainment này, đặc biệt là một cái phần mềm mới ra mắt nhất của nhà IK, đó là G-Speed. Đây, bây giờ mình sẽ thực hiện ngay cái này. Đó là bản đồ Google Maps nhưng có cảnh báo tốc độ. Đây, mình sẽ thực hiện ra lệnh ông nói nhá. Chỉ đường tới sân bay Nội Bài. Tăng tiếng một chút. Đang chỉ đường đến cảng hàng. Đó, đây là bản đồ Google Maps và đây là có cảnh báo tốc độ. Tốc độ giới hạn tại cung đường này đang là 50. Nếu chúng ta chạy quá thì nó sẽ báo chúng ta biết được. Tiếp tục nha, mình sẽ sử dụng tiếp một cái ứng dụng rất là hay này. Mở nhạc trẻ remix trên YouTube. Đang mở mở nhạc trẻ. Hai. Là phần mềm IK nó sẽ chạy ra chúng ta để chúng ta mở nghe nhạc. Cho nhỏ tiếng bớt một chút. Đấy. Thì đây là cái phần mềm mà giúp cho chúng ta có thể nghe nhạc mà gần như là không cần phải chạm tay trên màn hình. Đó. Nhưng cái điều đặc biệt nữa đó là mở kênh VTV1. Đây, anh em dành cho các bác hay xem thời sự. Đang mở VTV1. Đang mở. Đây, thông tin tài chính, thông tin tất cả mọi thứ. Khi mà chúng ta đang xem thông tin nha, nhưng nó vẫn có này. Anh em nhìn này, bản đồ cảnh báo tốc độ trên cái màn hình TV luôn. Đây, rất là tiện lợi luôn. Đó. Và nếu mà giới thiệu chi tiết hơn ấy, thì khi mà chúng ta ra ở bên ngoài này, chúng ta vừa có cả cái bản đồ này nó chỉ đường, chúng ta vừa có cảnh báo tốc độ ở đây, hoặc là ở đây nhá, ở đây nó cũng chạy lên này. Còn ở đây thì chúng ta vẫn có video để xem. Đó, anh em thấy chưa? Thì đây là một cái giao diện được IK đặt tên nó là Sport. Đấy, Eleview Sport Eligo. Thì đây là phiên bản Eli Sport. Ở đây thì vào bên trong thì chúng ta sẽ có rất nhiều cái ứng dụng. Đặc biệt là có thể vào CH Play này, để anh em có thể tải rất rất nhiều cái ứng dụng thêm nữa. Đấy, nhưng mà hiện tại thì một chiếc màn hình mới tinh nên là mình chưa có đăng nhập lên. Đó. Thì về cơ bản nó giống như một trong những cái thiết bị Android nhưng mà được tối ưu ở trên ô tô hơn. Đặc biệt là với cái phần mềm bên ngoài này. Và cái phần mềm Entertainment nó giúp cho chúng ta có 3 cái ô để mà xem bản đồ cảnh báo tốc độ. Ở đây hiển lên cả con số Google Maps. Ở đây có VTV và ở đây thậm chí là còn có cả cảm biến áp slope nếu mà anh em muốn hiện lên trên này luôn. Đấy. Thì nó rất là tiện.
Còn vào bên trong ấy thì tất cả những ứng dụng, ví dụ là theo dõi xe này, hay là những cái ứng dụng như là các cái tiện ích tải thêm Myka này, đấy, theo dõi xe thì giới thiệu quá nhiều rồi. Nếu mà người bên cạnh muốn ra lệnh giọng nói, chúng ta có thể bấm vào đây nhé. Mở video nhạc trẻ remix. Đấy, thay cho việc chúng ta phải bấm ở trên vô lăng thì bấm ở trên này là nó sẽ chạy lên trên này luôn. Đấy, rất là tiện. Đó. Nói chung là về một cái thiết bị màn hình thông minh thì ở đây là nó có đầy đủ, không thiếu cái gì cả, và đặc biệt là nó tối ưu. Ví dụ chiếc xe VinFast này thì lắp lên cái giao diện chính này, nó đã có được tất cả những thứ mà chúng ta cần rồi. Với cái sản phẩm mà D5 này thì mình cảm nhận với cái thế hệ chip 6125, đây là thế hệ chip cao nhất của tất cả những dòng Android Box hiện nay. Thì nếu mà với cái cấu hình RAM 4GB, ROM 64GB, thế hệ chip mới và có rất nhiều cái ứng dụng kèm theo ở đây, thì đang được giai đoạn đầu nó được giảm 1 triệu, thì chỉ còn từ 8,8 triệu còn 7,8 triệu. Nhưng mà chỉ giai đoạn đầu thôi anh em ạ. Còn giai đoạn sau thì anh em liên hệ cho Trung Auto nhé. Và được tặng thêm cả cái bơm nữa thì vô cùng hợp lý với giai đoạn đầu. Thì nếu như anh em mà đang nghiên cứu đến một dòng box được bảo hành 3 năm, cấu hình cao và mức giá nó cũng gọi là phân khúc cũng kha khá đấy. Đặc biệt là có rất nhiều cái ứng dụng phần mềm tối ưu cho chiếc xe này. Thì gần như là đầy đủ hết rồi. Anh em chỉ cần cắm cái box này vào nữa là xong thôi. Không cần phải trang bị thêm bất kỳ thứ gì cả. Thì màn zin nó sẽ trở thành màn Android. Thì với một chiếc xe loanh quanh tầm 1 tỷ thì mình nghĩ là trang bị cái này là khá hợp lý. Còn nếu như anh em mà muốn rẻ hơn thì anh em có chọn là DE hay là một số dòng Android Box khác ở trên thị trường, thì mình cũng có sẵn từ 4 đến 6 đến 8 triệu. Tuy nhiên này, đây là một cái dòng box mà được viết riêng. Nó có những cái ứng dụng vô cùng quan trọng dành cho quá trình lái xe ở trên đường ở Việt Nam, đặc biệt là cảnh báo tốc độ. Thì anh em có thể nghiên cứu. Bên mình thì có đầy đủ tất cả những dòng Android Box từ 4 đến 10 triệu đấy, có sẵn để mà sử dụng cho anh em. Thì nếu mà anh em có nhu cầu thì qua trực tiếp để trải nghiệm này, bên mình sẽ tư vấn cũng như là lắp đặt, thậm chí là cho dùng thử 30 ngày. Nếu anh em mà thích ý, thì anh em lắp. Còn nếu mà anh em không thích thì trả lại cho bên mình. Đấy, thì cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu về sản phẩm Eleview thì liên hệ cho anh em Trung Auto nhé. Chào anh em, bye bye.